Đây hôm nay sẽ quay clip bóc máy hai con iPhone 6S. Đây là con iPhone 6S thường này, hai đây là con iPhone 6S Plus này. Tất cả hai máy này đều là máy nguyên siêu chế tiếp nhá. Đây. 99463 đây, 99463 máy 6S chế tiếp này. Máy 6S Plus này. Chế tiếp nhá. Mọi người nhìn rõ nhá, đúng email nhá. Chế tiếp thì hôm nay em sẽ bóc ra để em chỉ cho mọi người thế nào là con máy zin. Thì sau này bên em sẽ bóc hết tất cả iPhone 6S, bên em sẽ bóc hết ra. Thì đây em sẽ chỉ cho mọi người thế biết thế nào còn iPhone zin nhá. 6S zin này, khi bóc ra nó có một cái lớp gioăng cao su, mọi người nhìn thấy không? Đây cái lớp gioăng đen này. Đó. Bóc ra này. Đây là máy mới thì bóc ra gần như là nó sẽ không bị dính, bị dính lên trên màn hình và bị rất. Đây, nhưng có chỗ nó bị rất này. Đó, nó bị rất lên này, nó rơi xuống này. Thì nhiều khi những cái ở đây nó sẽ tạo thành những cái viên này. Đây, ví dụ rất nó gấp nó xuống như này này. Thì khi mình nắp vào ấy thì mình bóc cái này đi, tại vì không thì nó sẽ tạo thành các cái chỗ nó gờ cao lên thì màn hình nó sẽ bị bập bênh, nó sẽ không khít. Cái gioăng này thì nó có cái nhiệm vụ chống nước nhẹ thôi nhá. Cho nên là nếu mọi người nghĩ đấy là cái này nó quá quan trọng thì em nghĩ là không đâu, tại vì những cái này nếu mà rơi xuống nước, con 6S rơi xuống nước ấy vẫn chết bình thường. Thì với cái iPhone 6S zin thì mình sẽ nhìn như thế nào? Đây, một là khi bóc ra nó có siêu pin này. Đây là 6S Plus 3 siêu pin nhá. 3 siêu pin này. Siêu lồng, lồng dưới, lồng trên rất đẹp nhá. Ngay ngắn vuông vắn nhá. Quan trọng nhất khi mở ra này nhìn này, đây là một con iPhone mới này. Đó, ở trong không có tì vết nào cả, không có dấu vân tay, không có vết cạy mở nào cả. Rất sạch sẽ. Đó, quỷ tím vẫn còn trắng nhá. Trên màn hình của 6S bây giờ thì nó sẽ không có cái siêu như ngày xưa của iPhone 6 Plus hay là 6G nữa rồi, mà bây giờ iPhone 6S với 6S Plus thì nó không còn cái đấy. Thì mình sẽ để ý cái logo này, nó cân vuông ở giữa cái hình nhá. Nó gần như là vuông, chứ không phải đấy là nó khít khịt khịt thì không có, nhưng mà nó gần như là vuông ở giữa hình. Đó. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Và cái tấm nền đen này ở trên màn hình ấy, nó phải phẳng piu ngay ngắn. Đó, nó phải phẳng piu ngay ngắn này. Cái tấm này là tấm cách nhiệt nhá. Nó nhằm mục đích cách nhiệt cho cái bên nó không bị ảnh hưởng đến cái màn. Và nó cũng làm thêm gia cố luôn cái màn nhá. Cái iPhone 6S Plus thì nó khác với con 6S tí. 6S em chỉ cho nó có những cái điểm khác biệt, như con 6 Plus này thì khi 6S Plus này khi thay cái màn hình này thì người ta sẽ không phát hiện ra, nhưng mà ví dụ thay màn hình thì tay các bạn nó chạm vào đây. Chạm vào đây nó sẽ để lại dấu vân tay. Còn nếu mà mua một con máy mà khi đây này, cái băng dính nó dán nó dính này. Nó dính này, khi đóng vào thì cái chỗ này nó sẽ bị gập lên này. Nó bị gờ lên, tại cái này nó đẩy lên đây nó sẽ dày hơn nó sẽ dễ sinh ra hiện tượng bập bênh. Thế nên tí nữa mình sẽ phải bóc đi. Đây là mình hy sinh con này nhá, con này email đến là 24199, con này mình sẽ không bán ra nhé. Còn đây, đây là con 6S mới. Đây con 6S, đó, máy mới. Đây, đây con này nó dính hẳn lên trên này. Đó, cái gioăng cao su ở trên này, nền này nó là trắng này. Đấy, nó dính hẳn lên trên màn này. Đó. Đây, nó dính lên trên này. Những cái vết trắng này là do các bạn nhân viên kỹ thuật bạn lấy cái nia màn bắn nia ở trên, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái clip trên mình có quay bắn nia đây. Cái này nó cũng thế, hai siêu pin này. Đó. Siêu lồng này. Siêu màn hình này. Trông rất là sạch sẽ, trắng trẻo nhá. Không có bẩn hay là không có vết cạy mở hàn cò nhá. Nhưng mà con 6S thì nó hơi khác một chút là cái quỷ tím của máy nó ở trong đây này. Trong cái chỗ này mình chỉ đó, nhìn nhá. Đây, nó trong cái chỗ miếng sắt này. Miếng sắt ở ốc này. Đó, ở dưới nó có cái nó trắng trắng lòi ra, đấy là cái quỷ tím nhá. Cũng thế thôi, nhưng trên con 6S này thì nếu muốn biết màn zin hay không zin ấy. Bật led không bắt được. Đấy, xa này không bắt được này. Đây.
cái này nó phẳng phiu này, đấy phẳng phiu. Nhưng quan trọng nhất là ở đây nó có hai cái siêu, đây mọi người nhìn đấy, đây là một cái siêu này, nó liền nhưng mà nó nhìn nó sẽ bị liền vào bên trong nhá, nghĩa nó không bị rách, nó không bị rách mép nhá. Hai miếng đen này thì chỉ em nghe, chỉ em hai miếng đen này, đây, miếng siêu này với miếng siêu bên tay phải đó, đây đây đây, chỉ vào đây, đây là siêu này đó, đây là siêu này. Cái này nó liên quan đến màn hình, nếu mà khi các bạn bóc ra nhá, nếu chẳng hạn như mà người ta muốn thay màn ấy thì cái cáp tắt ID nó sẽ đi cùng với cái màn, thì ví dụ cái main này nó sẽ đi cùng cái cáp cắt, cái cáp tắt ID, thì cáp tắt ID này sẽ phải nhấc cái miếng đe sắt này lên, nhấc lên thì nó sẽ đứt ở đây, đứt ở các mối nối này. Thì cái riêng cái dòng 6S thường này nhìn cái này sẽ thấy ngay đó, nếu mà đứt ở đây thì nó sẽ là thay màn, còn nếu mà máy nguyên zin thì nó sẽ đi nguyên vẹn như này. Đấy, đây là cách phân biệt hai con 6S với 6S Plus. Thì đấy là mình cách, đây là mình chỉ nhá, chỉ tổng quan cho mình đã hy sinh đấy là hai con. Và con này xem eBay là bao nhiêu này. Đó, 99463. Và hai con này mình sẽ đều không bán ra ngoài nhé. Còn nếu mà sau này đi mua máy ở bên Hoàng Kiên ấy thì dòng 6S thì từ bây giờ bên mình sẽ dán tem trong. Dán tem trong cho tất cả các con iPhone 6S. Nghĩa là mình sẽ dán tem trong vì cái mục đích đấy là nó nhằm sự đảm bảo an toàn hơn cho khách hàng. Trước mình có một cái lô, tìm được một cái lô 6S đấy là ở ngoài rất đẹp nhưng ở bên trong thì toàn là men sửa. Nhưng lô hôm đấy là cái cậu kỹ thuật này cậu cưới nên về cưới cậu quên không quay lại. Nên từ bây giờ trở đi bên mình sẽ dán tất cả các dòng iPhone 6S là dán cả tem trong nhé. Cho nên mọi người lưu ý hộ mình cái đấy. Và bên mình sẽ cam kết bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 kể cả đã được bóc. Riêng với dòng iPhone 6S vẫn bảo hành bình thường, 7 vẫn bảo hành bình thường. Khi bóc ra nhưng các bạn không làm gì đến máy, không làm rơi nước, dùng bình thường, máy đẹp, không cấn móp, vẫn được bảo hành bình thường, hỗ trợ bảo hành tối đa hết tất cả các lỗi nha. Các lỗi phần cứng là được đổi mới hết. Thế riêng một con máy như thế này, bây giờ có lỗi gì liên quan phần cứng của nó là sẽ được đổi mới. Còn đây là cách để mình chỉ cho các bạn biết, đấy là dòng iPhone 6S zin nó như thế nào. Mình sẽ không lấy một con máy cũ mình bóc mà mình bóc hẳn con máy mới cho nó khách quan. Đây là một con máy mới 100% nhé. Tại vì trên site Apple nó ghi đấy chưa tip, please use tip, nghĩa là chưa tip. Mà nếu là máy chưa tip thì là máy mới 100%, chưa có một người nào active nó ra để dùng cả. Thì các bạn yên tâm điều đấy, cho nên nó sẽ khách quan hơn với việc bóc một con máy cũ. Rồi thế nhá.